đi ra đi bao tuần sông núi, ra đi ra đi ta trên chờ lùi. Cờ bay phấp phới người màu là hồng, kèn reo vang tiếng gọi dòng là hồng cùng về của vân. Ra đi theo hồn sông núi, của bao năm xưa có bao giờ nguôi. Dưới cờ oai nghiêm sao vàng bay, và hàn quân Việt Nam có hay. Ngày xưa biết bao vì hùng dòng sông ra tay bao lần, ngày nay đang quân ta gắng làm sao giành quyền tự do hạnh phúc cho dân. Đoàn về của quân một lần ra đi, dù có gian nguy nhưng lòng không hề. Ra đi bao tuần sông núi, ra đi ta che chở. Ra đi bao tuần sông núi, ra đi mà chết chờ lùi. Cờ bay phấp phới người màu là hồng, kèn reo vang tiếng gọi dòng là hồng cùng về của quân. Ra đi theo hồn sông núi, của bao năm xưa có bao giờ nguôi. Dưới cờ oai nghiêm sao vàng bay, và hàn quân bao vì hùng anh quyết vì dòng sông ra tay bao lần. Ngày nay đoàn quân ta gắng làm sao giành quyền tự do hạnh phúc cho dân. Đoàn về của quân một lần ra đi, dù có gian nguy nhưng lòng không hề. Ra đi bao tuần sông núi, ra đi ta chết chờ lùi. Cờ bay phấp phới người màu là hồng, kèn reo vang tiếng gọi dòng là hồng cùng về của quân. Ra đi theo hồn sông núi, của bao năm xưa có bao giờ nguôi. Dưới cờ oai nghiêng sao vàng bay, đoàn hàn quân Việt Nam có hay. Xưa biết bao vì hùng anh quyết vì non sông ra tay bao lần. Ngày nay đoàn quân ta gắng làm sao giành quyền tự do hạnh phúc cho dân. Đoàn về của quân một lần ra đi, dù có gian nguy nhưng lòng không hề. Ra đi bao tuần sông. Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Xã Phú Sơn tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2023. Nhân kỷ niệm 62 năm thảm họa Sa Cam ở Việt Nam, mùng 10 tháng 8 năm 1961, mùng 10 tháng 8 năm 2023, Hội đạn nhân chất độc Sa Cam Dioxin thị xã Nghi Sơn chung tay xoa dịu nỗi đau da cam. Hỏi đáp những nội dung chủ yếu tác phẩm
một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều 8 tháng 8 tại Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghi Sơn đã diễn ra hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã. Tới dự có các đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, Trưởng ban đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã, đồng chí Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã phát biểu khai mạc hội nghị. Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghi Sơn nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, tuyên truyền phong trào vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, hoạt động quỹ vì người nghèo, các cấp, kết quả thực hiện tín dụng chính sách xã hội và hoạt động của ngân hàng chính sách trên địa bàn thị xã. Đồng thời thông qua chương trình nhằm kêu gọi các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ giúp đỡ người nghèo và bổ sung nguồn vốn cho ngân hàng chính sách xã hội thị xã, thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương, tăng cường vai trò hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã, tổ chức chính trị xã hội các cấp đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội và thực hiện các chủ trương, chính sách về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội. Theo đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã và Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, tuyên truyền phong trào thi đua vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, hoạt động quỹ vì người nghèo các cấp, kết quả thực hiện tín dụng chính sách xã hội, hoạt động của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã nhấn mạnh, chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã nhằm huy động các nguồn lực bổ sung nguồn vốn để Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tốt chương trình giảm nghèo bền vững. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đề nghị Mặt trận Tổ quốc cần phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội làm tốt công tác tuyên truyền để người dân trên địa bàn được tiếp cận các dịch vụ của Ngân hàng Chính sách Xã hội và hưởng thụ các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Trong quá trình phối hợp, cần có sự hỗ trợ lẫn nhau về chuyên môn, nhất là tăng cường vai trò giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, qua đó nâng cao hiệu quả của các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thị xã. Tại hội nghị, đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã đã ký kết chương trình phối hợp. Ngày 7 tháng 8, xã Phú Sơn tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2023. Tới sự khai mạc diễn tập có đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Tổ đạo diễn thị xã. Xây dựng khu vực phòng thủ huyện, tỉnh vững chắc là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, theo Nghị quyết số 28 NQTU của Bộ Chính trị khóa 10, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng tiềm lực chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh trong điều kiện thời bình, sẵn sàng đối phó thắng lợi các tình huống khi có chiến tranh xảy ra. Diễn tập chiến đấu xã phường là một nội dung quan trọng trong xây dựng khu vực phòng thủ thị xã nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy điều hành của các cấp ủy, chính quyền, trình độ tổ chức hiệp đồng và năng lực làm tham mưu của quân sự, công an và các ban ngành, đoàn thể với chính quyền về quốc phòng an ninh, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến, chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ, thống nhất kế hoạch trong tổ chức, chỉ huy giữa các lực lượng trong trạng thái về quốc phòng an ninh, đồng thời giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng an ninh trên địa bàn phường. Cuộc diễn tập chiến đấu xã Phú Sơn trong khu vực phòng thủ được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, chuyển hoạt động của địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng. Giai đoạn 2, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ, chuyển địa phương sang trạng thái thời chiến, và giai đoạn 3 là tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ.
Cuộc diễn tập chiến đấu cho khu vực phòng thủ xã Phú Sơn năm 2023 diễn ra thành công, an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị, phương tiện tham gia diễn tập và đạt được mục đích yêu cầu đề ra. Ban tổ chức diễn tập và thành phần khung diễn tập đã rút ra nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo chỉ đạo từ khâu xây dựng kế hoạch, văn kiện đến vận hành cơ chế, thực hành diễn tập ngay từ trong thời bình, làm cơ sở để xây dựng, củng cố, tăng cường tiềm lực, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ thị xã ngày càng vững chắc, đồng thời bổ sung xây dựng phương án chiến đấu sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra. Phát biểu tại lễ bế mạc, thay mặt Thị ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập thị xã, đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, đã ghi nhận biểu dương tinh thần trách nhiệm của cấp ủy chính quyền, các ngành đoàn thể, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Phú Sơn đã đạt được trong cuộc diễn tập. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã cũng đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy chính quyền, các ngành đoàn thể, Ban chỉ huy quân sự, Công an xã tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn về nhiệm vụ quốc phòng an ninh, trọng tâm là nhiệm vụ xây dựng, huấn luyện, diễn tập, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục và thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới, chú trọng làm tốt công tác giáo dục kiến thức quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, nêu cao cảnh giác trước âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch, chủ động nắm và dự báo tình hình sát đúng, chủ động xử lý tình huống không để bị động bất ngờ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng an ninh, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023 và những năm tiếp theo. Nhân dịp này, xã Phú Sơn đã khen thưởng một tập thể và hai cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 8 năm 1961, lần đầu tiên quân đội Mỹ dùng máy bay thực hiện các đợt giải chất độc hóa học xuống miền Nam nước ta. Trong suốt 10 năm, từ năm 1961 đến năm 1971, quân đội Mỹ đã giải xuống miền Nam Việt Nam 80 triệu lít chất độc hóa học. 61% trong số đó là chất độc da cam, nhằm triệt hạ nguồn sinh sống của nhân dân Việt Nam, ngăn chặn bước tiến của lực lượng vũ trang cách mạng. Đây là cuộc chiến tranh hóa học có quy mô lớn nhất, kéo dài nhất, gây hậu quả thảm khốc. Không chỉ môi trường và hệ sinh thái bị hủy hoại nghiêm trọng, mà hàng triệu đồng chí, đồng bào ta đã trở thành nạn nhân của chất độc này trong suốt 62 năm qua. Tại huyện Tĩnh Gia, nay là thị xã Nghi Sơn, qua thống kê đã có hơn 2.000 người bị phơi nhiễm. Hiện tại có 1.230 người là nạn nhân, trong đó nạn nhân trực tiếp 848 người, nạn nhân gián tiếp 382 người, 201 gia đình có từ 2 nạn nhân trở lên. Họ là những người nghèo nhất trong những người nghèo, đau khổ nhất trong những người đau khổ. Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin thị xã đã phối hợp với các ngành chức năng tư vấn cho 84 người, thiết lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xét duyệt, được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng. Hiện nay, tổng số hội viên toàn thị xã là 1.108 người, giảm 350 hội viên so với đầu nhiệm kỳ. Trong đó, nạn nhân trực tiếp là 726 người, nạn nhân gián tiếp là 270 người. Hiện nay, đối với nạn nhân gián tiếp hầu hết bị dị dạng, dị tật. Nạn nhân trực tiếp tuổi cao, sức khỏe yếu, bệnh tật, thường xuyên tái phát, gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt và đời sống. Nhiều gia đình nạn nhân rơi vào hoàn cảnh éo le, rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ và đùm bọc của cộng đồng xã hội. Trong nhiệm kỳ 2018-2023, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Thanh Hóa, sự phối hợp giúp đỡ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và các cá nhân có lòng hảo tâm, cùng với sự tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm vì nạn nhân chất độc da cam của cán bộ hội. Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin thị xã Nghi Sơn đã góp phần xoa dịu nỗi đau da cam. Theo đó, Ban chấp hành thị hội đã phân công nhiệm vụ cho các đồng chí ủy viên ban chấp hành bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình cùng ban chấp hành các xã phường phân loại nhu cầu của các đối tượng,
tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, định hướng giải quyết, tiến hành thăm hỏi tặng quà, nâng cấp, sửa chữa, làm nhà tình nghĩa, trao học bổng, cấp xe lăn, hỗ trợ thuốc chữa bệnh, vay vốn sản xuất cho nạn nhân và các gia đình nạn nhân, kịp thời đúng đối tượng. Đã tổ chức thăm hỏi giúp đỡ 3.806 lượt nạn nhân và hộ gia đình nạn nhân với số tiền và vật chất 2.192.500.000 đồng, làm 15 nhà và sửa 21 nhà tình nghĩa, hỗ trợ nạn nhân khó khăn khám chữa bệnh 26 lượt, hỗ trợ 6 hộ vay vốn phát triển sản xuất, cấp xe lăn cho 28 nạn nhân, cấp xe đạp cho 15 nạn nhân, cấp học bổng cho 16 con cháu nạn nhân. Trong thời gian tới, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thị xã tiếp tục bám sát nghị quyết đại hội, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thiết thực và hiệu quả, chăm lo xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện với phương châm đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm vì nạn nhân chất độc da cam, bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, nhu cầu nạn nhân, tham mưu cho cấp ủy chính quyền thực hiện tốt công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam dioxin, khắc phục khó khăn, vươn lên bệnh tật, xây dựng cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều năm thực hiện chủ trương phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, công tác phổ cập giáo dục nói chung, phổ cập giáo dục tiểu học nói riêng trên địa bàn thị xã Nghi Sơn đã đạt nhiều kết quả, tạo nền tảng quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng dạy học trong các nhà trường. Để mục tiêu phổ cập giáo dục đúng độ tuổi, đúng lộ trình, ngoài việc thành lập, thường xuyên kiện toàn ban chỉ đạo phổ cập giáo dục các cấp, ngành giáo dục thị xã Nghi Sơn đã chỉ đạo các trường học xây dựng kế hoạch thực hiện theo từng năm học, duy trì sĩ số học sinh, phân công giáo viên đến các khu phố, thôn, tuyên truyền, vận động học sinh có nguy cơ bỏ học tiếp tục học sinh bỏ học trở lại lớp học, tích cực tham mưu cho chính quyền địa phương cũng như huy động xã hội hóa giáo dục để đầu tư xây dựng, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và không ngừng chuẩn hóa về trình độ của giáo viên. Cùng với đó, quan tâm và thực hiện tốt các chế độ chính sách cho giáo viên học sinh. Từ cách làm trên, công tác phổ cập giáo dục của thị xã đã đạt nhiều thành quả đáng ghi nhận. Tại phường Tân Dân, mạng lưới trường lớp, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học ở cả 3 cấp học nói chung, cấp tiểu học nói riêng được quy hoạch, đầu tư đồng bộ, đáp ứng tốt yêu cầu dạy và học cũng như công tác phổ cập giáo dục. Cô giáo Đinh Thị Hương, hiệu trưởng trường tiểu học Tân Dân cho biết, được sự quan tâm của ngành giáo dục, các cấp chính quyền cùng sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ giáo viên trong công tác vận động tuyên truyền, nhà trường đã sớm hoàn thành công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Đặc biệt từ năm 2016, nhà trường đã được công nhận phổ cập giáo dục mức độ 3, mức độ phổ cập cao nhất tính đến thời điểm này. Cũng như phường Tân Dân, nhiều năm qua, các nhà trường trên địa bàn phường Hải Nhân đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hội đoàn thể, làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác phổ cập giáo dục, vận động nhân dân cho con em đến trường. Chính quyền địa phương cũng đã quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng, dạy học, huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Qua thống kê, những năm gần đây, tỷ lệ trẻ 6 tuổi ra lớp 1 trên địa bàn phường luôn đạt gần 100%, sĩ số học sinh luôn duy trì 100%, không có học sinh trong độ tuổi bỏ học. Đây là những con số bảo đảm các tiêu chí phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. Có thể thấy, nhờ sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp, ban ngành, địa phương và người dân trong huy động và duy trì trẻ đi học đúng độ tuổi, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học, bảo đảm chất lượng giáo dục, xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, nên từ năm 2017, 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn thị xã Nghi Sơn đã đạt phổ cập giáo dục tiểu học mức 3. Năm học 2022-2023 vừa qua, tỷ lệ huy động học sinh 6 tuổi vào lớp 1 trong toàn thị xã đạt 100%. Trẻ từ 11 đến 14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt gần 100%. Có được kết quả trên, ngoài sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp tốt của các ban ngành đoàn thể trong sự nghiệp giáo dục là sự nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh toàn thị xã. Cùng với đó là nhận thức của người dân trong việc cho con đến trường, vị trí tầm quan trọng của công tác phổ cập giáo dục được nâng lên. Đặc biệt, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tích cực tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thị xã xây dựng hệ thống trường lớp, cải thiện cơ sở vật chất theo hướng kiên cố và hiện đại hóa.
quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên bảo đảm về số lượng, cơ cấu, có trình độ chuyên môn cao, tận tụy với nghề, có ý thức trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy. Mục tiêu đặt ra trong công tác phổ cập giáo dục nói chung, phổ cập giáo dục tiểu học của thị xã thời gian tới là tất cả học sinh trong độ tuổi đi học đều được huy động ra lớp. 100% học sinh trong độ tuổi hoàn thành chương trình tiểu học, duy trì nâng cao hiệu quả phổ cập giáo dục, trung học cơ sở. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu này, nhiệm vụ được ngành xác định đó là tiếp tục tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và ngành giáo dục về công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, thực hiện tốt công tác rà soát, nắm bắt, điều tra phổ cập tại cơ sở, chú trọng việc đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cùng với đó tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, đáp ứng yêu cầu học tập, giảng dạy của học sinh và giáo viên, cũng như yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn hỏi đáp những nội dung chủ yếu tác phẩm, một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hỏi: một số kết quả nổi bật trong xây dựng quân đội vững mạnh toàn diện, bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm từ xa. Trả lời: thứ nhất, Đảng bộ quân đội đã lãnh đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự quốc phòng, chủ động xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vừa ngăn ngừa nguy cơ xung đột, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, vừa giữ vững chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Lực lượng quân đội đã nghiên cứu, tham mưu ban hành, triển khai có hiệu quả nhiều chiến lược, nghị quyết, kết luận, đề án quan trọng về quân sự quốc phòng, góp phần hoàn thiện phát triển tư duy lý luận, đường lối, nghệ thuật quân sự Việt Nam, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài. Trước các diễn biến phức tạp của tình hình, quân đội luôn vững vàng, kiên định là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân và là lực lượng nòng cốt trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, bảo đảm môi trường trong ấm ngoài êm cho đất nước. Đây là bài học rất quý, cần giữ gìn phát huy tốt hơn nữa trong thời gian tới. Thứ hai, Đảng bộ quân đội đã lãnh đạo toàn dân phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Phối hợp chặt chẽ với các ban bộ ngành trung ương và các địa phương, chỉ đạo điều chỉnh, bố trí chiến lược, huy động nguồn lực xây dựng khu vực phòng thủ, tăng cường tiềm lực quốc phòng của đất nước. Cán bộ chiến sĩ luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, giúp dân xóa đói giảm nghèo, phối hợp xử lý có hiệu quả các tình huống phức tạp, nhất là trên những địa bàn chiến lược trọng yếu về quốc phòng an ninh. Đồng thời, quân đội luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố môi trường, qua đó ngày càng làm sâu sắc hơn, tỏa sáng hơn phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới, khẳng định vai trò của đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất. Thứ ba, Đảng bộ quân đội đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc chủ trương xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, lấy vững mạnh về chính trị và chuẩn mực bộ đội Cụ Hồ làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ sẵn sàng chiến đấu của quân đội, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đã tích cực thực hiện điều chỉnh tổ chức quân đội theo hướng tinh gọn mạnh, trong đó đã ưu tiên đầu tư cho một số quân binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Công tác huấn luyện giáo dục đào tạo có nhiều đổi mới theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, chỉ đạo tổ chức tốt các cuộc diễn tập quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu chiến tranh hiện đại. Công tác xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính và các mặt công tác khác đều có bước phát triển mới. Đã nghiên cứu, làm chủ, sản xuất một số vũ khí, trang bị kỹ thuật mới hiện đại, góp phần tăng cường sức mạnh phòng thủ của đất nước. Thứ tư, công tác hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng có nhiều đổi mới sáng tạo, đi vào chiều sâu, cả song phương và đa phương, đạt hiệu quả thiết thực, trở thành một trong những trụ cột đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Đối ngoại quốc phòng đã góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ với các nước láng giềng, cân bằng quan hệ với các nước lớn và giữ vững quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, chủ động tham gia các diễn đàn quân sự quốc phòng đa phương, phối hợp
tổ chức giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới, tích cực tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của nước ta và quân đội ta trên trường quốc tế, nhất là trong khối ASEAN. Thứ năm, công tác xây dựng đảng bộ quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức được đặc biệt chú trọng, mối quan hệ đoàn kết thống nhất ngày càng được củng cố, nguyên tắc tổ chức và chế độ sinh hoạt đảng ngày càng được tăng cường, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy tổ chức đảng, vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, các đồng chí luôn chủ động, nhạy bén, đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của đảng trong quân đội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, kiên quyết, kiên trì triển khai có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12 về xây dựng chỉnh đốn đảng gắn với chỉ thị số 05 CTTU ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các mô hình, cách làm sáng tạo phù hợp. Công tác cán bộ thực hiện đúng nguyên tắc, quy định, quy trình, bảo đảm dân chủ, công khai, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, xử lý nghiêm minh các sai phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và quân đội. Những kết quả đạt được của Đảng bộ quân đội trong nhiệm kỳ qua là rất to lớn, quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, đóng góp vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đổi mới, để đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Này, bà xem cái gì mà mê mẩn vậy? Cho bà xem là mê ngay. Miễn phí ship qua Shopee Day, mua gì cũng được free ship hết đây. Miễn phí ship qua Shopee Day, mua gì cũng miễn phí ship về nhà. Miễn phí vậy cũng có Shopee, miễn phí ship qua Shopee, mua gì cũng miễn phí ship về nhà. Mua hàng miễn hết phí ship có Shopee. Wow, giai điệu bắt tai quá nhỉ? Nhất là cái câu miễn phí ship có Shopee đây, mua gì cũng miễn phí ship đây nha. Đấy bà xem, Shopee mua gì cũng miễn phí ship như này thì bảo sao tôi không mê. Chuẩn đấy, từ lúc nghe là tôi đã bị cuốn vào giai điệu luôn. Nên tôi nghĩ ai mà nghe được giai điệu này cũng phải có duyên lắm đấy bà. Tất nhiên rồi, vì Shopee sẽ tặng cho tất cả những ai đang nghe thấy bài hát này một voucher giảm ngay 50%, tối đa 30k. Chỉ cần nhập loa T8, nhớ là loa T8. Chà chà, vậy là mua thả ga tha hồ miễn phí ship mà còn được kiểm tra hàng trước khi nhận nữa chứ. Đúng thì nhận, sai thì trả ngay tại chỗ, nên rất yên tâm khi mua Shopee nhá. Chuẩn, Shopee thôi, nhớ nhập loa T8 để được giảm 30.000 nào. Chồng ơi, vợ tìm thấy rồi. Ôi, tìm được chỗ học tiếng Anh cho con rồi à vợ ơi? Đúng thế, hệ thống Anh ngữ quốc tế Ocean Edu, tổ chức Anh ngữ uy tín tại Việt Nam với 100% giáo viên là người nước ngoài nhá. Ocean Edu, nghe quen lắm vợ ạ. Ocean Edu có mặt tại Việt Nam gần 17 năm rồi, với hơn 150 chi nhánh đào tạo trên cả nước. Trung tâm có chương trình đào tạo cho nhiều lứa tuổi từ 4 đến 16 tuổi đấy. Vậy là nhà mình yên tâm phần nào rồi. Bây giờ nhiều trường đại học top đầu xét tuyển thẳng nhờ chứng chỉ IELTS lắm đấy. Chưa hết nhá, Ocean Edu còn cam kết đầu ra theo tiêu chuẩn Cambridge và IELTS. Các con sẽ được làm bài kiểm tra đầu vào để đánh giá trình độ và tư vấn lộ trình học tập phù hợp. Cùng với đó, Ocean Edu còn cung cấp các ứng dụng học tiếng Anh trực tuyến, giúp các con có thể học tiếng Anh bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Đăng ký học tại Ocean Edu còn có cơ hội nhận được nhiều suất học bổng tiếng Anh giá trị và rất nhiều phần quà hấp dẫn lắm đó chồng ơi. Ôi tuyệt quá, em đăng ký ngay cho con đi. Học tiếng Anh không khó. Đã có Ocean Edu. Làm chủ tiếng Anh, làm chủ tương lai. Liên hệ hotline 1900 6494 và website ocean.edu.vn để được tư vấn. Ocean Edu, thắp sáng tiềm năng của bạn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Thị xã Nghi Sơn. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm, biên tập Trung Hiếu, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Trung Luyến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.